Dạ vâng, em Tiến kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị các bác cùng anh em, hôm nay trong một lô hàng, một cái video mà trước mắt quý vị các bác anh em chúng ta đang nhìn thấy một cái mô hình rất là mới lạ. Thì thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, mỗi một lần em bán máy hút ẩm là em phải nói một câu tâm đắc là như thế này. Chúng ta, mỗi một người chúng ta cho dù già hay trẻ hay như thế nào trong nữa, trong mỗi một gia đình, trong mỗi một nhà chúng ta ăn bao nhiêu cũng hết, tiêu bao nhiêu cũng không biết là như thế nào cho nó đủ cả. Đấy các bạn, nhưng thiếu cái gì thì thiếu, nhưng không thể thiếu một cái máy hút ẩm ở trong mỗi một gia đình được các bạn nhá. Tại vì sao em phải nói câu này? Vì khí hậu Việt Nam chúng ta, đa số trong những ngày đầu riêng, tháng riêng tháng 2, tháng 3 là một cái mùa mưa lồm ẩm, trời lồm ẩm, và đặc biệt là cái khí hậu trong cái mùa hè nữa. Mùa hè đa phần nhiều những ngày cũng có cái khí hậu lồm ẩm rất mạnh vào mùa hè các bác nhá. Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đây là một trong những cái phương án máy hút ẩm giải quyết cho cái nỗi lo của các bác, đó là vào cái mùa trời lồm ẩm. Trời lồm ẩm này cực kỳ khó chịu. Chúng ta thấy là cái tường nhà chúng ta đấy, nó chảy nước từ ở tường ra là một. Rồi trên trần nhà của nhà chúng ta cũng chảy nước giỏ giọt xuống nền nhà là hai. Và cái thứ ba nữa, một điều cực kỳ quan trọng, đó là cái nền nhà của nhà chúng ta đấy, nó ướt, nó ẩm ướt, nó cực kỳ khó chịu luôn. Và nhiều khi vào những cái nhà mà còn đưa cả những cái tấm kiểu như là tấm giấy lạnh ấy, cái tấm giấy mà bìa giấy ấy, của những gói mì tôm hay là những cái thùng hàng nọ kia, xong vất ra là nhà đi, chúng ta vào chúng ta cảm giác nó cực kỳ khó chịu luôn. Đấy, các bác nhá, cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà cái điều này ấy, là một cái điều cực kỳ quan trọng, chúng ta ai cũng cần biết là nó khó chịu vô cùng. Và đặc biệt là trong những cái thời gian nồm ẩm, thời tiết nồm ẩm tháng riêng, tháng 2, tháng 3 này, là nó rất có hại cho đồ điện tử nhà chúng ta. Đồ điện tử nhà chúng ta thì các bác nghe em nói là trong mỗi một video, mỗi một lần em đến cái mùa nồm ẩm, em cũng phải hướng dẫn các bác là khi mà thời tiết nồm ẩm thì các bác hãy bật các thiết bị điện tử nhà mình lên 4:4, bật nguồn lên 4:4 các bác nha. Ví dụ như là âm ly, đầu đĩa, lọc xì, tivi. Tivi chúng ta không được tắt cả cái nút nguồn, chúng ta tắt ở cái nút mà để chế độ đèn đỏ đấy. Đấy các bác nha, chế độ đèn đỏ ở tivi để cho sấy. Rồi âm ly cũng vậy, hay các thiết bị lọc, rồi vân vân. Chúng ta phải bật nguồn lên, cho dù không mở nhạc, chúng ta vẫn cứ phải bật nguồn lên để cho các cái âm ly nó tự sấy ở bên trong. Đấy, chứ chúng ta tắt đi ấy, là nó sẽ hội tụ lại những cái hơi nước ở trong những cái âm ly hoặc tivi hoặc những thiết bị vân vân. Nó sẽ gây hư hại các bác nhá, hỏng. Và đây là một cái mấu chốt em đi vào vấn đề luôn. Mấu chốt đó là một trong những cái sản phẩm nhà nào cũng cần phải có, không nhà nào là không cần phải có cả. Bởi vì là em đã nói ngay đầu clip là các bác ăn bao nhiêu cũng hết, mà tiêu bao nhiêu thì cũng không biết thế nào cho nó đủ cả để chúng ta tiêu. Đấy. Cho nên là những con máy hút ẩm này, giá trị của nó không có đắt, không có đắt. Ví dụ như trong cái lô 15 con hút ẩm này thì em có những cái loại máy là từ trên 2 triệu. Ví dụ như là có một cái dòng máy là 1,8 triệu này, rồi là 2,5 triệu này, 2,6 triệu này, rồi 3,2 triệu các bác nhá. Đấy, nó không hề đắt, nó rất là vừa tiền ở cho chúng ta, nhưng đổi lại thì nó lại có cực nhiều những cái công năng và cực nhiều những cái hữu ích cho gia đình chúng ta, mà trong mỗi một người, trong mỗi một nhà chúng ta cần phải có nó các bác nhá. Nó có giúp cho sức khỏe từ người già cho đến trẻ nhỏ có một cái khí hậu cực kỳ trong lành trong ngôi nhà của chúng ta. Đặc biệt là trong những cái mùa này ấy, các bác thấy là các trẻ nhỏ hay các cụ già đi ở trong nền nhà đấy, lom khom đi, rồi là những đứa trẻ mà nó nghịch, mà chúng ta đâu có phải lúc nào cũng theo dõi nó sát sạt được đâu, đúng không? Mà cái lần nhà mà trơn ấy, là nhằng ngã quịch phát là lằng nhằng, nhiều khi mà giờ có rất là nhiều rồi, nó ngã gã bổ ngửa ra, đầu đập đất rồi là linh tinh à. Thì cái điều đó các bác đừng nên tiếc cho những nhà nào có trẻ nhỏ, rồi bản thân chúng ta cũng vậy, chúng ta cần một không gian khô và thoáng. Cứ lồm mà ẩm ướt từng chuột ấy, vào nhà nó khó chịu, nó ẩm ướt thật sự là cực kỳ là khó chịu, ai ai cũng vậy thôi các bác nhá. Bây giờ em sẽ đi vào báo giá cho
một lô 15 con máy hút ẩm này đến từ Nhật Bản, điện nồi 100V các bác nhá. Điện nồi 100V tức là em chỉ bán những cái dòng nội địa thôi, chứ còn đâu những cái dòng hàng xuất về sau này ấy, thì là hàng xuất về sau này, ví dụ điện 220 là đời cao về sau này, đời mới về sau này ấy, thì là cái máy bên trong nó không được như là cái đầu nội địa được các bác nhá. Cái đời cao này nó như sản xuất ở nước thứ hai, thứ ba, China, thứ nhất ấy, thì là nó không được tốt bằng cái đồ nội địa được. Đồ nội địa chúng ta tháo máy là phát nhìn những cái ấy, có cái bộ máy của nó khác hẳn những cái đời mới sản xuất ở China hay là vân vân các bác nhá. Nó khác nhiều. Đây đầu nội địa, máy nó cực chất luôn. Máy cực kỳ đẹp và bao zin cho anh em hoàn hảo các bác nhá, chạy hoàn hảo. Với con đầu tiên là con em có 2 4 5 con máy VIP, 5 con máy VIP thì con đầu tiên này là con Panasonic này. Con Panasonic là con số 2 nhá, là con em giới thiệu con đầu tiên VIP. Có giá là 3 triệu con số 2 các bác nhá. Đấy. Đấy, chức năng của nó là chức năng đây. Chúng ta bất cứ một con hút ẩm nào cũng thế, hút ẩm là chúng ta đây là cái bầu nước của nó. Khi là chúng nó hút đầy cái bình nước này rồi thì máy ở trên này sẽ tự ngắt. Hút đầy cái bình nước này rồi, máy sẽ tự ngắt và nó báo hiệu cho chúng ta để chúng ta lôi cái bình nước này ra chúng ta đổ đi. Đổ như này này, đổ dốc như này này. Đấy. Hút đổ hết nước rồi thì chúng ta lại đút nó vào như thế này. Đút vào như thế này và máy lúc bây giờ tự chạy các bác nha. Các bác bấm nguồn cũng được, mà không bấm nguồn thì máy chúng ta đút cái bầu lọc này vào thì máy sẽ tự chạy. Và đối với máy hút ẩm thì chúng ta lên bật 4/24 các bác nha. Đặt bật 4/24 cho em. Vì cái dòng này nó không tốn điện các bác nha. Dòng này nó không tốn điện, nó không tiêu hao năng lượng, điện của chúng ta là bao nhiêu? Cực kỳ nó ít điện luôn các bác nha. Bật 4/24, bao giờ đầy cốc nước chúng ta lại đổ đi. Chúng ta lại đút nó vào và cho nó vào các bác nha. Và tiếp thứ hai nữa là con Panasonic. Con tiếp theo là con số 1 Panasonic VIP, máy VIP nha các bác nha, là giá 3.200.000. Giá 3.200.000 các bác nha. Các chế độ tất cả những con máy hút ẩm của em ở đây nó đều là có chế độ khử khuẩn Nalo các bác nha. Đều có chế độ khử khuẩn Nalo và hút là nó là dòng hút lốc các bác nha, không phải hút nhiệt, hút lốc nha. Dòng hút lốc thì nó thịnh hành hơn là dòng hút nhiệt lốc tổ này. Đây. Có những cái máy thì nó ở đằng sau, có những máy thì nó ở bên hông cái cốc lọc của nó nhá. Đấy, nó báo hiệu chúng ta nước nó chảy đến đâu, nó đầy đến đâu là nó báo hiệu đến chúng ta ở đây. Chúng ta nhìn thấy nước luôn. Đấy, còn máy VIP thứ ba là con máy Sharp các bác nhá. Con máy Sharp VIP thứ ba có giá là 3.200.000 đồng, là con máy số 4 các bác nhá. Máy số 4, các bác lưu ý là máy số 4. Em đời số này. Đấy, các bác thích dùng nào được, còn đâu bao đẹp keng cho anh em nhá. Không sắt sẹo gì, đẹp keng luôn. Thật sự những con máy bãi như này bao nhiêu năm rồi mà nó còn đẹp này thì quá là mỹ mãn rồi, cực kỳ đẹp luôn đấy các bác nhá. Và tiếp theo là con máy VIP thứ 5, đó là 3.200.000. Con này có hình bầu dục rất là đẹp, nó có một cái hình nó kiểu đó các bác nhìn này, mấy con này nó kiểu vuông vuông nhưng mà riêng con này nó hình như kiểu cái hình quả xoài ấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Hình như hình quả xoài rất là đẹp đấy, tuyệt vời. Trông nó thon thon rất là đẹp. Máy hút công nước không hút ở bên hông. Đó, không được hút bên hông này. Đó, các bác nhá. Mấy con nút ở bên hông này. Đó. Đó. Và tiếp theo là con máy số 3, máy VIP số 3. Panasonic các bác nhá. Panasonic VIP số 3. Có giá 3 triệu đồng con này. Con này có giá 3 triệu đồng nhá. Giá 3 triệu đồng. Đấy, ok. Đẹp keng kinh khủng luôn nhá. Đấy. Và tiếp theo là em có là 2 4 6 7 con máy Sharp Valley. 7 con máy Sharp Valley này thì có 4 con là tay cứng, 4 3 con là tay mềm. Tại sao các bác biết là tại sao là máy cứng và tay cứng và tay mềm? Thì là nó như này này. Cái con này là con tay cứng, ví dụ con một con màu đen, một con màu kiểu này, một con màu kiểu này. À. Thì một con màu kiểu này nữa. Thì chúng ta thấy là có 4 con này. Cái tay của nó này, cái tay của nó lúc nào cũng nằm như thế này. Nó giống như cái vali để chúng ta cầm, chúng kéo đi du lịch ấy. Đấy, nó giống như vali. Thì đây là 4 con này là vali tay cứng các bác nha. Vali tay cứng là 4 con. Đấy, 4 con vali tay cứng này. Còn 4 con, còn 3 con là vali tay mềm. Tay mềm có nghĩa là sao? Có nghĩa là đây này, chúng ta cầm cái quai chúng ta xách đi và chúng ta bỏ ra nó ập xuống như này, người ta gọi là tay mềm. Đấy các bác nha. 3 con tay mềm, đây là tay mềm. Sáp tay mềm, gọi là sáp vali tay mềm các bác nhá. Dòng này bền lắm các bác nhá, dòng sáp vali tay bền.
tay tay cứng và tay mềm. Thì nói thật với các bác, các anh em chúng ta là nhà em Tiến thì nhà em Tiến dùng những con máy hút ẩm nó rất là rẻ tiền, cực kỳ cỏ tiền, nó có mấy trăm ngàn thôi. Thế nhưng mà dùng đến hàng mười mấy năm nay thì chưa bắt đầu hỏng. Thật sự nói dùng đến mười mấy năm nay chưa bắt đầu hỏng. Phải nói là những cái dòng hút ẩm này nó bền thật, nó bền, phải nói là mà nó êm các bạn, nó êm mà nó bền. Nhưng thật sự đấy, những con này những người ta thuộc bảo là quật cũng không chết thật, đúng là thật như vậy các bác nhá. Dòng sắp vali này thì nó là rất là bền, tất cả những cái máy này Panasonic rồi vân 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 vân, Toshiba. Thì em báo giá cho quý vị các bác anh em chúng ta về bốn con tay cứng nhá. Bốn con tay cứng này, hai con này, hai con nữa bằng bốn con tay cứng này. Tay cứng là em bán với giá là 2.500.000 một con các bác nha. Các bác thích chọn màu nào cũng được, màu đen rồi con cứ tạm gọi là con màu đen là con số 1 nhá, con màu cái kiểu này là màu số 2 nhá, con màu cái kiểu này là màu số 3 nhá. Đây, số 4 này, số 4 là hơi vừa đen đen vừa trắng trắng này. Đấy. Còn đâu là hai con này thì màu giống nhau này. Đấy, con này thì màu xanh xanh tí này. Đấy, các bác nhá. Thì bốn con tay cứng này có giá là 2.500.000 một con. Còn ba con tay mềm là hơn 100.000, đắt hơn 100.000, tức là giá 2.600.000 các bác nhá. Máy công năng nó như nhau thôi, nhưng mà tay cứng tay mềm thì nhìn con tay mềm nó kiểu nó gọn hơn kiểu các bác nhá, gọn hơn kiểu tùy theo mỗi người một ý thích, một ý nhìn. Thì có người thì thích cái dòng tay cứng kìa, nó có cái tay kìa, trông nó lại có một cái dáng khác. Đấy. Còn đâu là các bác thích con nào thì các bác cứ alo cho em. Và ba con. Đấy. Ba con thì ba con này là ba con Toshiba, còn lại ba con này là ba con Toshiba. Ba con Toshiba này giá 1.800.000 các bác nha. Tất cả dòng máy của em là dòng máy hút lốc hết các bác nha, hút ẩm lốc, hút lốc. Và ba con này thì cốc lọc cốc hút nước của nó, công nước của nó nằm ở bên rìa hết. Các bác con này. Ba con này cốc nước nằm bên rìa này. Đấy nhá. Đấy, cứ đầy là chúng ta đổ đi, nó báo hiệu cho chúng ta. Báo hiệu chúng ta là cái vạch nước này này. Đấy, cái vạch nước này nhá, là khi có nước ấy là cái này nó đen nó chảy nước cứ từ từ đến đây. Nó chảy đầy đến đây rồi thì máy này sẽ tự báo đèn chúng ta là để chúng ta đổ nước đi nhá. Đấy, báo nước báo đèn trên đây này, cắm điện 100 nhá. Nó sẽ báo đèn ở khu vực này trong những cái hệ thống này. Là nó báo đèn nháy để chúng ta đổ nước đi và chúng ta lại đổ nước đi hết rồi chúng ta lại đút nó vào thì nó lại tự chạy các bác nha, nó lại tự chạy, tự động chạy. Rồi ok, thì ba con này là y như nhau đấy nhá các bác nhá, ba con này nó y như nhau. Thì giá là 1.800.000 các bác nhá, giá 1.800.000 ba con này, ba con Toshiba. Tất cả điện nòi 100V các bác nhá, lưu ý giúp em là điện nòi tất cả là 15 con này đều là điện 100V các bác nhá. Thì có 5 con vip là giá tầm 3.000.000 rồi 3.200.000 em đã báo giá cho các bác rồi các bác nhá. Các bác thích dùng VIP cũng được, mà thích dùng hàng sáp, vali, tay cứng, tay mềm. Đều là những dòng mà em Tiến tuyển chọn thôi, các bác nhá. Và bây giờ thì em Tiến cảm ơn quý vị, các bác anh em chúng ta rất là nhiều nhá. Đã quan tâm theo dõi video em giới thiệu về 15 con máy hút ẩm đến từ Nhật Bản. Cảm ơn quý vị, các bác cùng anh em chúng ta. Và hẹn gặp lại quý vị, các bác cùng anh em chúng ta. Mà liên hệ thì các bác hãy liên hệ số điện thoại trên đầu clip các bác nhá. Cảm ơn các bác.